Tôi xin chào tất cả các anh chị ở trong buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ. Và xin cảm ơn ban tổ chức đã kết nối cho Việt Vương có buổi chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số của doanh nghiệp. Và sau đây thì trước khi đi vào phần chính là cái phần kinh nghiệm của Việt Vương trong công tác chuyển đổi số thì tôi xin được giới thiệu qua về Việt Vương và cũng như là ngành nghề công tác của chúng tôi. Xem không được gì thành đây. Đây. Xem Việt Vương thì Việt Vương chúng tôi là hình thành từ năm 1999 và trụ sở của chúng tôi là tại khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và cho đến nay là chúng tôi được 21 năm rồi ạ. Thì lĩnh vực hoạt động của chúng tôi là chúng tôi sản xuất về mặt kết cấu thép và mạ kẽm nhúng nóng. Thì trong vòng 21 năm qua thì chúng tôi cũng thành công thì cũng có, nhưng mà thất bại thì cũng rất là nhiều. Và cũng rất là nhiều sẹo trong 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 quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình quản quản trị của mình. Thì chính vì những cái thất bại đó thì chúng tôi cũng là cái nền tảng để chúng tôi có thể là duy trì cái hoạt động sản xuất và phát triển như ngày hôm nay. Thì cái điều đặc biệt mà chúng tôi luôn luôn đề cao đó là chúng tôi luôn luôn giữ vững cái tinh thần là bắt nhịp với lại cái xu thế phát triển của thị trường. Và cũng gần đây thì như các anh chị cũng đã biết là cái xu thế là chuyển đổi chuỗi cung ứng của toàn cầu thì chúng tôi cũng bắt nhịp theo và cái công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi cũng đa ngành nghề và hướng tới toàn cầu hơn. Thì đối với lại cái phần lĩnh vực cái phần sản xuất kinh doanh thì vì là chúng tôi đa ngành nghề cho nên là chúng tôi cũng tham gia vào tất cả những cái sản phẩm kết cấu thép của các ngành, ví dụ như các ngành giao thông thì chúng tôi cũng đã tham gia từ năm 2011 là chúng tôi đã tham gia vào những cái tuyến đường cao tốc lớn của đất nước Việt Nam. Ngành kết cấu thép lắp ghép hay còn gọi là các anh chị thì thường hay nghe từ là kết cấu nhà tiền chế đấy ạ. Tuy nhiên rằng là cái từ kết cấu thép lắp ghép thì nó rộng lớn hơn là so với lại cái kết cấu thép nhà tiền chế. Nó có những cái sản phẩm mà mang tính là đặc biệt hơn. Và ngành tiếp theo thì là ngành năng lượng. Thì chúng tôi tham gia vào cái lĩnh vực này là từ năm 2004. Cái thời điểm đó thì chúng tôi là đầu tư cái dây chuyền đầu phải nói là gần như là đầu tiên của Việt Nam về cái dây chuyền sản xuất tự động CNC là sản xuất về cột thép mà phục vụ cho ngành điện ngành EVN. Thì cái dây chuyền của chúng tôi là sản xuất được đến cái đường dây truyền tải điện là 500 kV cái từ cái thời điểm đó. Tiếp đến là chúng tôi sản xuất về phần cái kết cấu thép viễn thông phục vụ cho ngành viễn thông. Thì như ngày hôm nay thì chúng ta đang ngồi online như thế này là cũng nhờ là hệ thống internet đường truyền băng thông. Thế thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái ngành này và phát triển cái ngành cung ứng kết cấu thép này là từ năm 2007 là chúng tôi đã cung ứng cho Viettel, cho Vinaphone, cho Mobifone, Ericsson, vân vân. Và chúng tôi tiếp đến là chúng tôi cũng có những cái mảng kết cấu thép xuất khẩu cho những cái ngành trên và cũng những cái ngành xuất khẩu dân dụng khác. Ngoài ra thì chúng tôi còn một cái lĩnh vực nữa, đó là lĩnh vực làm sản xuất cái dàn giáo dinh lốc để phục vụ cho ngành xây dựng. Thì đối tác chính của chúng tôi ở cái ngành dinh lốc này thì là cái sản phẩm dinh lốc này là cô Tích Công và Hòa Bình. Thì với cái thương hiệu dinh lốc của chúng tôi là cái thương hiệu là Yamaki chứ không phải là thương hiệu của Việt Vương. Thì chúng tôi là lấy hẳn một cái thương hiệu khác để gắn cho cái sản phẩm này.
Thì đối với an toàn giao thông thì chúng tôi cũng tự hào là chúng tôi cũng đã làm rất là nhiều những cái tuyến đường cao tốc, cung ứng toàn bộ những cái sản phẩm cho những cái tuyến đường cao tốc của Việt Nam. Điển hình như Hà Nội, Nội Bài Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng và Đà Nẵng Quảng Ngãi, vân vân. Về mặt kết cấu thép lắp ghép thì chúng tôi cũng tự hào là chúng tôi đã cung ứng và lắp ghép cho cái kết cấu thép sân bay Vân Đồn. Toàn bộ cái nhà ga của đô thị Hà Nội. Tuy nhiên là bây giờ nó chưa vận hành, nhưng mà chúng tôi đã hoàn thành cái phần mà lắp ghép cái kết cấu thép của nhà ga rồi ạ. Về viễn thông thì chúng tôi cũng cung ứng toàn bộ cái cột thép cho cột thu phát sóng cho Viettel, cho Mobifone, như vừa rồi là tôi cũng chia sẻ. Dàn giáo Zinglox thì chúng tôi cũng đối tác của chúng tôi là Hòa Bình và Cotecom. Và ngoài ra, tại sao là chúng tôi lại lấy một cái thương hiệu khác, bởi vì là ngoài cái việc sản xuất ra thì cái phần riêng cái hạng mục dàn giáo này của chúng tôi là có thêm một cái mảng nữa là cho thuê cho đơn vị thi công thuê cái phần dàn giáo, thì chúng tôi lấy một cái thương hiệu khác để thực hiện cái mảng cho thuê và xuất bán cái dàn giáo này. Đối với lại xuất khẩu thì đơn vị chúng tôi thì cũng rất là may mắn là chúng tôi cũng bắt nhịp được với lại xu thế phát triển và cái dịch chuyển chuỗi cung ứng của toàn cầu. Thì chúng tôi đã sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại các châu như châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, vân vân, và châu Á. Thì những cái thị trường khó là chúng tôi đã đặt chân đến, những cái sản phẩm mà nó liên quan đến những cái ngành mà chúng tôi đang làm. Để bước vào cái công tác chuyển đổi số thì đối với Việt Vương thì làm công tác chuyển đổi số từ năm nào? Thực sự đây là cái câu hỏi mà cách đây hơn chục năm là chúng tôi cũng trăn trở rất là nhiều. Thì năm 2008 thì ban lãnh đạo chúng tôi thì cũng ngồi lại để nhìn cái quá trình mà mình vận hành công ty. Đấy, thì nó còn có rất là nhiều những cái nó trăn trở, rất nhiều những cái khó khăn trong 9 năm là chúng tôi vận hành. Thì đối với một doanh nghiệp thì thông thường sẽ là 5 năm và 10 năm là chúng ta phải tái cấu trúc một lần để cho doanh nghiệp mình nó thích ứng được với lại cái xu thế phát triển của thị trường hiện nay. Thế nhưng mà đối với lại doanh nghiệp Việt Vương là thành lập từ năm 1999 thì đúng là đến năm 2008 chúng tôi mới thấy là cái việc mà chúng tôi vận hành một cái cỗ máy mà cái doanh thu nó cứ tăng lên theo hàng năm thì nó vất vả quá. Lúc đó thì thấy là mình đi thì mình chưa thấy có một cái định hướng thì nó thực sự là nó rõ ràng, mình chưa có một cái tầm nhìn cụ thể, mình chỉ phát triển theo 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 cái xu thế thôi. Đấy. Mình chưa mình, lúc đấy là có thể nói là mình chưa 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 định hình mình là ai đó. Không biết là có anh chị doanh nghiệp nào hiện tại ở đây là có giống tình trạng doanh nghiệp của chúng tôi cái thời bấy giờ hay không. Nhưng mà thực sự là lúc đó là chúng tôi rất là trăn trở trong cái việc mà quản trị doanh nghiệp. Thì năm 2018 thì chúng tôi cũng đi học rất là nhiều. Trước đó chúng tôi cũng đi học rất nhiều trung tâm, đặc biệt là trung tâm VJCC. Chúng tôi cũng đi học đào tạo rất là nhiều. Thì về chúng tôi cũng ban lãnh đạo cũng họp xây dựng lên cái tầm nhìn của Việt Vương. Tiếp đó là sứ mệnh của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại 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 tham gia vào lĩnh vực sản xuất? Và tham gia vào lĩnh vực sản xuất để góp cái phần gì cho đất nước. Thì lúc đó thì chúng tôi bắt đầu là đi tìm tòi và đi tìm lại cái sứ mệnh mệnh lịch sử của mình. Thì tiếp đó là cái giá trị cốt lõi. Thì giá trị cốt lõi của Việt Vương từ đó, từ năm 2008 hình thành đến nay là chúng tôi là vẫn giữ nguyên là cam kết tôn trọng đổi mới. Đấy, chỉ có ba từ để chúng tôi rèn luyện cán bộ công nhân viên của chúng tôi, cũng như là mỗi lần chúng tôi bị hụt hơi đó thì đây chính là cái mà chúng tôi có thể là thổi lửa và nâng cao cái tinh thần kinh doanh, tinh thần chiến đấu của anh em trong doanh nghiệp.
Tiếp đến thì là cái chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn chúng tôi cũng hình thành từ năm 2008. Và cái điều đặc biệt nữa thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở đây là thời điểm đó là chúng tôi cũng thực hiện cái chuyển đổi số, công tác chuyển đổi số. Thì cũng thú thực với các anh chị là cái thời điểm đó thì cái từ chuyển đổi số nó không phổ biến như bây giờ. Đấy. Và nó vẫn còn rất là mơ hồ. Đấy, chúng tôi lúc đấy là thời điểm đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là thôi mình làm nó cái quy mô của công ty mình như thế này mà mình quản lý Excel đấy, xong quản lý trên máy tính cá nhân rồi làm cũng là đây là một cái bài học xương máu, là có một anh là kỹ thuật, anh ấy thực hiện toàn bộ những cái phần hồ sơ sản xuất, hồ sơ thiết kế trên máy tính cá nhân của anh đó. Thì anh ấy một ngày đẹp trời là anh ấy mất toàn bộ dữ liệu ở trên máy tính cá nhân. Vậy là công ty là đến thời kỳ là phải xuất bản vẽ ra, xuất hồ sơ ra để sản xuất, để giao hàng rồi, thì lúc đó lại thực hiện làm lại từ đầu. Đấy là một cái kinh nghiệm mà nó có rất nhiều những cái kinh nghiệm như thế. Hay là và chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm là chúng tôi một tháng chúng tôi sao lưu dữ liệu một lần. Cái thời kỳ đó là USB hoặc là những cái phần cứng thẻ nhớ ở bên ngoài là chúng tôi cũng 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 thực hiện, nhưng mà thực ra là nó có những cái thời kỳ gián đoạn, nó không mất gì trong cái thời kỳ mà mình sao lưu mà nó lại mất trong cái thời kỳ hiện tại, nên nó rất là khó khăn trong cái việc mà chúng ta vận hành. Thế thì cho đến năm 2010 thì chúng tôi cứ trăn trở, chúng tôi cũng bảo là bây giờ phải thực hiện chuyển đổi số, bây giờ phải làm thế nào để nó online được dữ liệu, nó không thể mất được, nó không phụ thuộc vào vào cá nhân, nó không phụ thuộc vào 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 con người nhiều quá. Hoặc là một bạn nào nghỉ thì bạn ấy copy toàn bộ dữ liệu hoặc mang toàn bộ dữ liệu của mình đi, như vậy thì là nó sẽ là cái gọi là cái chảy máu chất xám trong cái doanh nghiệp, cũng như là làm thất thoát cái tài sản của chúng ta, cái tài sản trí tuệ của chúng ta. Đó thì chúng tôi thì cũng đến năm 2010 cũng may mắn là cũng nhân đây thì cũng cảm ơn anh Hải bên IAP đã hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều trong cái giai đoạn này. Thì chúng tôi là quyết định năm 2010 mới quyết định là ứng dụng cái Microsoft SharePoint vào cái vận hành quản trị của doanh nghiệp. Thì thực sự là cũng chia sẻ với các anh chị là mỗi câu chuyện nó rất là hài hước như thế này. Như kiểu là chúng ta là cái thời kỳ trước là chúng ta đi xe đạp, sau đó là chúng ta mua một cái xe máy chúng ta đi, thì chúng ta thấy là cái tốc độ nhanh hơn rất là nhiều và nó hiện đại và nó giúp chúng ta rất là nhiều những cái lãng phí trong cái quản trị của chúng ta. Thế thì khi mà chúng tôi cái năm 2010 mà chúng tôi ứng dụng cái Microsoft SharePoint vào thì thực sự là nó như kiểu là chúng tôi gỡ được một 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 cái nút thắt trong trong quản trị doanh nghiệp. Thì toàn bộ hồ sơ, văn bản, giấy tờ, tài liệu của chúng tôi là chúng tôi quản lý trên cái Microsoft SharePoint này. Và cái thời điểm này thì đúng là năm 2008 đến năm 2010 là chúng tôi mở rộng sản xuất, cho nên là chúng tôi phải đi công tác rất là nhiều. Đấy, mà cái Microsoft SharePoint này nó giải quyết được cái bài toán là chúng tôi đi đến đâu chúng tôi cũng có thể xem được dữ liệu, xem được cái hoạt động của cán bộ công nhân viên của mình, kết quả hoạt động của cán bộ công nhân viên. Và cái đặc biệt nữa là chúng ta không phụ thuộc vào máy tính cá nhân của cán bộ công nhân viên. Cái này là cái rất là hay trong cái giai đoạn đó. Thế thì cho đến năm 2015 thì cũng là năm mà tái cấu trúc đấy anh chị ạ. Thì thực ra là đến năm 2015 thì cái Microsoft SharePoint đó nó lại gặp một cái hạn chế. Chúng tôi thấy là nó vẫn chưa thỏa mãn được cái nhu cầu của chúng tôi. Cái nhu cầu của chúng tôi là dữ liệu từ các bảng Excel nó phải được kế thừa, thì Microsoft SharePoint bị hạn chế là dữ liệu ở ở ở những cái bảng Excel đấy nó vẫn là những cái bảng Excel như anh Hải anh Hải vừa chia sẻ slide trước đấy ạ.
thì xe khoa của chúng tôi thì lúc đấy thì chúng tôi phát triển nó chưa được đầy đủ như bây giờ, thì là dữ liệu chưa lưu được, chưa kế thừa được với nhau. Thế thì nó ảnh hưởng đến là cái năm 2013, thì tôi nói thêm, tôi nói ngược lại một chút, là năm 2013 là chúng tôi có ứng dụng cái BSC đấy ạ, Balance Scorecard đấy ạ. Đấy, thẻ điểm cân bằng vào trong cái hoạt động quản trị của chúng tôi. Thì nó vướng một cái là như này, là dữ liệu nó vẫn là từ những cái bảng Excel rời rạc. Vậy thì cần những cái bàn tay của con người để tác động vào cái dữ liệu đó, cộng trừ nhân chia tổng hợp rất là nhiều, mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều những quản lý trung gian cái thời điểm đó, để có thể là ra được một cái bản báo cáo cho lãnh đạo để thực hiện. Thì nó xuất phát từ những cái điểm khó khăn như thế, thì đến năm 2015 thì lại một lần nữa chúng tôi đầu tư phát triển cái chiến lược chuyển đổi số của chúng tôi, là chúng tôi đầu tư lên ERP. Thì cái thời điểm này thì là cái mà cái quyết định tại sao lại đầu tư về ERP. Thì ngày đó thì chúng tôi cũng phải lựa chọn rất nhiều những cái phần mềm khác nhau. Đấy, và cũng trong hội đồng quản trị và cũng như là trong ban lãnh đạo thì cũng cân lên đặt xuống rất là nhiều lần để có thể là lựa chọn cái phần mềm ERP để đồng hành với chúng tôi đến ngày hôm nay. Thì có một câu chuyện là chúng tôi lựa chọn là phần mềm sản xuất trong nước, ví dụ như là Pháp. Thì câu chuyện là bây giờ chúng ta là ở nhà, chúng ta ở nhà 5 tầng hay là chúng ta ở nhà cấp 4 đó. Thế thì chúng ta muốn phát triển ra toàn cầu hay là chúng ta phát triển nội địa, thì cái câu chuyện đó thì cũng được đưa lên rất nhiều, và cuối cùng là chúng tôi là thứ nhất là chúng tôi sẽ là định hướng công ty phát triển toàn cầu, thì tôi chọn giải pháp phần triển khai phần mềm ERP của Oracle. Đấy, về phần cái khi mà chúng tôi triển khai cái phần này thì về tôi giải quyết được rất nhiều những cái bài toán mà chúng tôi trăn trở về quản lý, nó tập trung hơn, về mặt hoạt động tài chính kế toán nó rõ ràng hơn, và nó minh bạch hơn, nó không phải cộng trừ nhân chia như trước đây về mặt từ các bảng Excel hoặc là từ những cái phần mềm lẻ khác của chúng tôi. Đấy, hoạt động mua sắm của chúng tôi cũng được thông suốt hơn, kho và vân vân, tất cả những cái hoạt động kinh doanh của chúng tôi gần như là chúng tôi đưa hết lên trên phần mềm ERP. Cho đến năm 2007 thì chúng tôi lại phát triển, khi mà dữ liệu của chúng tôi được chuẩn rồi đó, thì chúng tôi lại phát triển tiếp một cái ứng dụng dành cho quản trị, đó là Business Intelligence hay viết tắt là BI đó. Thì cái phần dữ liệu về mặt dự án, phân tích dữ liệu về mua sắm, lúc này là những cái chỉ số bắt đầu nó hiện ra. Đấy. Và cái nhu cầu cái thời điểm này là nhu cầu là chúng tôi cũng nhu cầu là chúng tôi đọc báo cáo nó dày quá, cái việc nguyên cái ngồi đọc báo cáo, thưa các anh chị, là cũng mất rất nhiều thời gian để có thể đọc báo cáo. Nhưng khi có cái ứng dụng BI này thì chúng tôi cái phần đọc báo cáo của chúng tôi nó nhẹ nhàng hơn, và nó tập trung vào những cái vấn đề mà cần giải quyết nhanh hơn, và cho đến nay thì chúng tôi cũng vẫn đang phát triển cái ứng dụng này. Thì đây là một số những bằng chứng về cái quy mô tăng trưởng của Việt Vương, thì các anh chị cũng nhìn thấy đấy ạ. Thì cái phần cột màu xanh thì là cái chỉ số về sản lượng mạng, cái cột màu cam thì là chỉ số về gia công cơ khí, và cái cột màu xanh lá mạ là chỉ số về nhân sự gián tiếp, và cái cột màu xanh đậm là chỉ số về nhân sự trực tiếp. Thì ở đây thì anh chị có thể nhìn giúp tôi về hai cái trường chính, đó là cái trường sản lượng mạ và cái chỉ số về nhân sự gián tiếp. Tại sao lại 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 tôi đề xuất là xin nhìn vào hai cái trường này? Thì cái trường về nhân sự là cái trường mà cái phản ánh về cái việc công tác chuyển đổi số nhiều nhất. Chuyển đổi số là sẽ liên quan đến nguồn lực, nhân lực là rất nhiều. Và cái trường thứ hai là sườn sản lượng mạ, là cái trường mà cái năng suất lao động trên đầu người, năng suất lao động trên một năm nó phản ánh được
là cái năng suất của một năm của chúng tôi nó tăng. Tuy nhiên cái năng suất, cái sản lượng này nó sẽ phụ thuộc vào thị trường, nhưng tôi muốn thể hiện cái con số không phải là công suất mà là con số thực tế là năng suất của chúng tôi, để anh chị có thể là có nhìn có cái bức tranh nó rõ ràng hơn. Thì đối với lại nhân sự của chúng tôi thì các anh chị có thể nhìn là năm 2015 vừa rồi là tôi cũng chia sẻ là chúng tôi bắt đầu vào cái giai đoạn là chúng tôi thực hiện ứng dụng cái Đúng rồi, ERP đấy, đúng phần rồi, mềm ERP đó, thì đúng rồi. nguồn lực của chúng Đúng tôi tăng lên rất là nhiều rồi. đấy. Nguồn lực của chúng tôi tăng lên, chúng tôi phải chuẩn bị nguồn lực từ trước đó, từ năm 2013, 14 đến 15 là chúng tôi phải chuẩn chuẩn bị trước đó. Sau đó là chúng tôi dành cái nguồn lực để chúng tôi phát triển cái hệ thống ERP. Bởi vì tại sao từ năm 2014 là phải làm rồi, để xây dựng, để cùng với lại bên team triển khai để xây dựng lên cái phần mềm thì năm 2015 chúng ta mới vận hành được. Thì chúng ta cái giai đoạn mà chúng tôi phát triển đấy thì nó rất là khó khăn, là nhận được rất nhiều những cái ý kiến trái chiều. Nếu nếu như mà mình không có quyết tâm thì chắc chắn là cái thời điểm đấy chúng tôi không làm được. Vì là có rất nhiều khi nhân viên của mình làm thì nhân viên của chúng tôi ấy, là cái tâm thế là bao giờ họ cũng không muốn đổi mới, họ không muốn là mình đang làm quen cái này mà mình lại phải nhảy sang cái khác. Cộng với cái việc mà khi mà bắt đầu làm thì bao giờ cũng phải chạy song song hai hệ thống, không thể chạy một hệ thống được. Đấy là nó cái rủi ro của mặt quản trị của doanh nghiệp. Chính vậy là khi mà chạy song song hai hệ thống thì nó dẫn đến là nguồn lực của mình tăng, và tăng cả thời gian cho cán bộ công nhân viên. Cái thời bấy giờ áp lực rất lớn, nếu và chúng tôi phải dùng những cách là thúc đẩy truyền lửa cho cán bộ công nhân viên thời bấy giờ. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là đến năm 2020 của chúng tôi thì cái sản lượng của chúng tôi, sản lượng mạ của chúng tôi đã tăng lên là đến gần 40.000 tấn. Gần 40.000 tấn một năm. Mà so với lại năm 2010 đổ về trước thì chúng tôi chỉ có 6.000 tấn thôi. Sau 10 năm thì chúng tôi đã gần như là gấp 4 lần cái sản lượng này. Nhưng về mặt chỉ số nhân sự thì của chúng tôi gần như là chúng tôi bằng với lại cái thời kỳ năm 2010. Thì các anh chị có thể là nhìn thấy những cái chỉ số đó thì chúng ta chỉ mất chúng tôi chỉ mất một cái giai đoạn ích gì, là cái giai đoạn chuyển đổi, là cái giai đoạn mà vất vả nhất. Cho đến bây giờ thì là gần như là bình ổn, chúng tôi có thể tự vận hành doanh nghiệp với một cái công suất 40.000 tấn, với một cái sản lượng 40.000 tấn một năm, và với chỉ số nhân sự là bằng với chỉ số nhân sự của năm 2010. Đó là cái chỉ số gián tiếp của anh chị nhìn thấy ạ. Với cái cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp của chúng tôi hiện nay thì cũng đơn giản hơn ngày xưa rất là nhiều. Chúng tôi hiện nay thì chúng tôi chỉ có hai lớp quản trị chính thôi ạ. Trước đây thì chúng tôi là 5 lớp, 4 đến 5 lớp. Ban lãnh đạo, từ giám đốc công ty đến phó giám đốc công ty, rồi đến trưởng ban, xong xuống trưởng phòng, xong đến xuống đến nhân viên. Đó là cái cơ cấu tổ chức của những cái năm về trước, năm 2010 10 về trước là chúng tôi là cái cơ cấu nó dày đặc như thế. Sở dĩ tại sao lại phải có cái cơ cấu tổ chức nó dày như thế, bởi vì là chúng ta phải xây dựng ra những cái khâu trung gian để chúng ta tổng hợp báo cáo dữ liệu, kiểm soát lại quá trình công việc của cán bộ công nhân viên. Cho nên là cái cơ cấu tổ chức của chúng tôi là nó nặng như thế. Nhưng cho đến nay thì cơ cấu của tổ chức của chúng tôi nhẹ hơn, là nhờ là chúng tôi áp dụng cái công nghệ thông tin vào trong quản trị. Nó cho nên là cái cơ cấu tổ chức của chúng tôi là nó chỉ có hai lớp thôi. Trên đây là màn hình chính của Microsoft SharePoint của chúng tôi. Ở đây thì nó giống như kiểu một trang thông tin nội bộ, nó lưu trữ toàn bộ dữ liệu từ hành chính nhân sự, từ đến thông tin truyền thông,
Chúng tôi là đều lưu lên trên này. À, và đây là cái mô hình ERP của Việt Vương. Thì chúng tôi kiểm soát cái phần mà bán hàng, từ bán hàng đến thu tiền là chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trên trên ERP. Từ khi anh xuất hiện là báo giá xong, xuất hiện đơn hàng, sau đó là phê duyệt, toàn bộ cái tác vụ này là được thực hiện trên online trên ERP hết ạ. Và ngay cả hệ thống mua hàng của chúng tôi cũng vậy. Thì từ chỗ phần hàng hóa, dịch vụ, vật tư, sau đó là sẽ lên hình thành lên một cái đề nghị đơn hàng. Sau đó chúng tôi sẽ thực hiện mua, tạo PO và nhập hàng và thanh toán cho nhà cung cấp, và lên cái phần công nợ cho nhà cung cấp, từng đối tượng hàng hóa cần mua. Và cái đặc biệt vừa rồi tôi cũng chia sẻ là cái năm 2017 là chúng tôi thực hiện cái việc BI cho cái hệ thống, ứng dụng cái BI cho hệ thống, thì ra được một cái sản phẩm như thế này. Đây là một cái sản phẩm mà tôi chiếu điển hình của một tháng của năm 2018, thì anh chị có thể mường tượng ra là cái thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty của chúng tôi. Thì trong cái bảng này thì các anh chị có nhìn thấy là toàn bộ cái BSC của doanh nghiệp được hiện hữu trên một cái màn hình như thế này thôi ạ. Và nó đánh giá toàn bộ cái hoạt động sản xuất kinh doanh cắt lát theo từng thời gian một. Chúng ta có thể nhìn rất nhiều những cái chỉ số. Chúng tôi có thể với doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi quan tâm đến cái phần tài chính và phần nội bộ, phần khách hàng là đầu tiên. Thì trong cái phần này thì chúng tôi khi mà chúng tôi nhìn vào cái báo cáo này thì chúng tôi sẽ nhìn vào cái phần gì chính. Thời gian trước thì chúng tôi là cứ phải đọc đi đọc lại, đọc đọc rất nhiều những cái trang báo cáo để mình tìm ra những cái vấn đề bất cập. Nhưng bây giờ thì với cái ứng dụng BI thì chúng tôi hoàn toàn là chúng tôi chỉ có thể nhìn vào những cái điểm màu vàng, là cái điểm mà chưa tốt, chưa được tốt, và những cái điểm màu đỏ là những địa điểm mà cực xấu trong doanh nghiệp. Thì đấy là những cái nút thắt trong từng giai đoạn, chúng tôi tập trung vào đấy để chúng tôi khắc phục và xử lý những cái nút thắt đó. Thế thì để làm được cái việc này thì tôi cũng chia sẻ vừa nãy là chúng tôi phải thực hiện cái ứng dụng cái phần mềm, áp dụng cái phần mềm ERP vào để cho cái chỉ số quản trị của chúng tôi, những cái số liệu của chúng tôi được chính xác hơn. Đấy. Sau đó là chúng tôi mới thực hiện được cái bước này là bước bước sau. Và hiện tại là chúng tôi cũng đang phát triển thêm nữa là cái phát triển cái phần bán hàng cũng online như thế này, để nó thích ứng với lại khi mà mình toàn cầu hóa rồi thì mình cái phần bán hàng là cái phần rất là quan trọng để mình có thể bán hàng được online hoặc là tự động trả lời khách hàng, nhận đơn hàng. Ở đây là một trong những cái chỉ số BI về cái nhu cầu sản xuất. Thì các anh chị có thể nhìn cái vùng màu đỏ ạ. Các anh chị có thể nhìn thấy cái vùng màu đỏ đấy ạ. Vùng màu đỏ là cái vùng mà chúng tôi cắt lát một cái khoảng thời gian nhé. Thì sẽ thấy là những cái vùng mà chưa được xử lý hoặc đang chờ xử lý thì là cái vùng màu 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 cam đấy. Thì chúng tôi sẽ biết rằng là những cái vùng nào là cái vùng mà trọng điểm thì chúng tôi có thể là giải quyết những cái nút thắt đấy cho từng cái bộ phận một. Ở đây là cái số liệu sản xuất thì là chúng tôi phải giải quyết những cái nút thắt cho cái bộ phận sản xuất ở những cái vùng này. Bên mua sắm cũng vậy ạ. Thì chúng tôi có thể nhìn thấy là độ trễ của từng nhân viên thực hiện một, và chúng tôi qua đây thì chúng tôi có thể nhìn thấy là đồng chí nào đang quá tải, đồng chí nào là đang đang thấp tải, hoặc là chúng tôi có thể là qua đây chúng tôi sử dụng cái phần này để chúng tôi đánh giá cái năng lực của từng nhân viên một. Ở đây là báo cáo về sản lượng. Thì cũng như những cái báo cáo trước là chúng tôi có thể nhìn thấy là
cái sản lượng từng ngày một đang chạy như nào, thậm chí là ca này chạy như thế nào, ca chạy, chạy những cái sản phẩm gì và chạy được bao nhiêu phần trăm, tỷ trọng của các ca như thế nào, thì chúng tôi sẽ nhìn vào cái bảng này để chúng tôi cân đối về mặt lên kế hoạch sản xuất cho những ngày tiếp theo, những tháng tiếp theo. Thì khi chúng tôi thực hiện công tác chuyển đổi số thì cũng ý thức được là từ năm 2008 là chúng ta phải chuyển đổi số, phải toàn cầu hóa rồi. Cho nên là chúng tôi cũng thực hiện cái việc này nó suôn sẻ. Cũng có thể nói là có nhiều thăng trầm nhưng cũng có thể nói là nhiều suôn sẻ. Và cái lợi ích mang lại của việc chuyển đổi số thì theo cảm nhận quan điểm của ban lãnh đạo của chúng tôi thì chúng tôi thấy là cái liên kết chặt chẽ giữa các khâu là chúng tôi đã thấy là nó hiện hữu rõ trong cái báo cáo quản trị của chúng tôi, và vừa rồi chúng tôi đã tôi đã show cho các anh chị xem đó. Và đặc biệt là nó xây dựng cái thói quen giao tiếp online, và đặc biệt hơn nữa là nó lại hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong cái thời kỳ giãn cách này. Chúng tôi có những thời kỳ là ở Phú Thọ thì cái việc ảnh hưởng về Covid nó không nhiều, nhưng cũng có thời gian là chúng tôi phải làm việc online rất nhiều, thì cái việc này khi mà phần mềm này là chúng tôi có thể làm việc ở mọi lúc mọi nơi, nhân viên của chúng tôi có thể hoàn toàn ở nhà, có thể là thao tác không ảnh hưởng gì đến công việc. Và cái quan trọng tiếp theo là cái tập trung cái thông tin một nơi lưu trữ, và cái khả năng lưu trữ thì rất là tốt. Tất cả những cái quy trình hồ sơ sản xuất biểu mẫu triển khai chúng tôi cũng thể lưu hết lên trên Microsoft SharePoint, công văn văn bản. Thì cái việc mà truy xuất và cái việc tìm kiếm nó rất là dễ dàng. Cái dữ liệu quản trị thì thực sự là tôi cũng cảm nhận được là nó đáng tin cậy. Và cái quan trọng là các anh chị cũng nhìn thấy rồi đấy, khi mà chúng ta trực quan hóa bất kỳ một cái vấn đề gì thì chúng ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra những cái khâu yếu để chúng ta cải thiện. Thì đối với Việt Vương thì thực sự là phải cũng cảm ơn ERP đã cho chúng tôi những cái trải nghiệm mà chúng tôi có thể sớm phát hiện những cái khâu lỗi trong quá trình quản trị cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh của chúng tôi cải thiện được rất là nhiều và thuận tiện trong công tác tối ưu về cái hệ thống vận hành của chúng tôi. Đấy, hiện tại thì bây giờ chúng tôi chỉ có một duy nhất là một ban giám đốc, trong đó là có tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc là trong một ban đó, dưới là các bộ phận, chứ không có từ từ cấp nọ xuống cấp kia, không giật cấp như ngày xưa nữa. Cái đấy là cái mà hiệu quả đem lại cho chúng tôi, là chúng tôi giảm được rất là nhiều những khâu trung gian. Bên cạnh những cái điểm mà lợi thì thực sự là chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái chảy xước trong quá trình mà chúng tôi vận hành cái phần mềm này. Đấy. Đối với lại phần mềm này thì chúng tôi là xác định là cái việc mà chuyển đổi số thì thực hiện càng sớm càng tốt, nó mang lại được cái lợi ích cho chúng ta rất lớn trong quản trị. Khi chúng tôi phát hiện được những cái điểm mà chưa tốt trong hệ thống thì tôi ngay lập tức là chúng tôi đã tập trung vào, mà khi tập trung nguồn lực vào thì thực sự là cái nút thắt đấy nó được thúc đẩy rất là nhanh. Và chúng tôi xác định là cái chiến lược chuyển đổi số là cái chiến lược mà sống còn của công ty trong cái thời gian này và kể cả thời gian tới trong tương lai. Và kinh nghiệm nữa đó là cái sự quyết tâm, cái sự đồng thuận của ban lãnh đạo. Đối với lại chúng tôi thì có những cái thời kỳ thì đúng là qua cái buổi này thì tôi cũng muốn chia sẻ là khi mà chúng tôi làm áp dụng cái năm 2015 là bắt đầu là ứng dụng chuyển đổi toàn bộ dữ liệu lên trên ERP thì gặp một cái tình huống đến năm 2017 là như thế này, lần cuối năm 2016 đầu năm 2017 là hệ thống là toàn bộ cán bộ nhân viên xác định rằng là không thể vận hành được cái hệ thống này
vì nó quá là cồng kềnh. Đây là một trong những cái yếu tố mà chúng tôi nhận định rằng là đổ lỗi cho công nghệ. Bởi vì là khi mà xác định nó quá cồng kềnh và mất rất nhiều thời gian để cái xử lý. Vì chỉ có ví dụ như là mà khi áp dụng cái phần mềm thì toàn bộ dữ liệu nó phải chuẩn từ đầu cho đến cuối. Anh chỉ cần sai một từ thôi là toàn bộ hệ thống nó không nhận. Chính vì vậy là nhân viên là khi mà vẫn là cái thói quen từ Excel ấy, có thể là viết tên là chị Hạnh là chị Hạnh nhưng Mai lại không thích lại thêm chị từ Minh đằng trước nữa thì hệ thống nó hoàn toàn không nhận. Thế là các anh chị là phải làm lại toàn bộ từ đầu. Đấy, chúng tôi là mất hơn 1 năm trời để chúng tôi rèn cái thói quen đó. Thì cái thời điểm đó là gần như là chúng tôi bỏ cuộc. Anh em lãnh đạo là cảm thấy là nhân viên là cảm thấy nó mệt mỏi lắm rồi mà thổi lửa mãi mà nó không lên. Lúc đấy không làm thế nào được. Thì có một đề xuất là thôi mình đang ở nhà 5 tầng thì xuống ở nhà cấp 4. Thế thì là chúng tôi lại quay lại là chúng tôi thuê viết một cái phần mềm riêng cho hệ thống Việt Vương. Thì khi mà chúng tôi viết phần mềm riêng thì trong vòng 2 tháng là chúng tôi quyết định là dừng lại. Mà cái phần mềm đấy là chúng tôi đã tạm ứng 40% tiền chi phí triển khai rồi. Nhưng mà mình quyết định dừng lại cái hợp đồng đó và mình chấp nhận là mình mất 40% đó. Bởi vì là nó không đáp ứng được cái nhu cầu của Việt Vương cái thời điểm đó. Và cho đến nay là khi mà anh em lãnh đạo cùng với cán bộ công nhân viên quyết định là không dừng cái phần mềm kia thì ngay lập tức nó thay đổi được cái có một cái động lực gì đấy, động lực gì đấy từ ban lãnh đạo cho đến cán bộ công nhân viên quyết tâm là ứng dụng cái phần mềm này triệt để cho hệ thống quản trị của công ty. Thì để cho đến nay là chúng tôi quyết định là chúng tôi không thay đổi nữa. Bởi vì là một cái phần mềm mà mang tính quốc tế mình đang ứng dụng rồi mà đến nay là lại chuyển sang phần mềm nội địa thì đương nhiên là nó sẽ có cái sự khác biệt. Và đấy, tôi chia sẻ cái câu chuyện thực tế của Việt Vương là như vậy. Trong cái giai đoạn mà chúng tôi làm thì tôi và các anh chị trong ban lãnh đạo và luôn luôn phải sát sao cùng với lại các nhân viên để họ có thể là có cái động lực làm việc và có cái động lực để có thể là chuyển đổi cái dữ liệu từ cái dữ liệu Excel sang cái dữ liệu phần mềm nó được tốt hơn. Và cuối cùng là tôi muốn chia sẻ là công ty chúng tôi là luôn luôn là tập trung vào cái yếu tố con người là nền tảng cho vậy cho nên là những cái vấn đề mà gọi là thay đổi đổi mới trong doanh nghiệp chúng tôi luôn luôn là đầu tiên là phải đào tạo chia sẻ với anh em để anh em có thể là hiểu và cùng với ban lãnh đạo để thay đổi để bước ra để tiếp nhận những cái kiến thức mới thì có thể là làm cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Vương là tốt hơn. Thì quý vị thì có thể thấy là trên mỗi một doanh nghiệp thì đều có là cái mô hình sản xuất kinh doanh khác nhau, cái sản phẩm khác nhau và cái phương pháp quản trị khác nhau. Thì qua cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì tôi cũng xin chúc các anh chị doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình cái phương pháp quản trị và cái phương pháp chuyển đổi số nó phù hợp với lại từng doanh nghiệp của mình. Và tôi cũng xin chúc cho cái buổi tọa đàm ngày hôm nay được thành công và tôi xin phép được dừng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Sau buổi này thì có anh chị nào có câu hỏi gì thêm về cái kinh nghiệm chuyển đổi số thì tôi sẵn sàng chia sẻ với anh chị. Cảm ơn anh chị. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Vương. Thì các doanh nghiệp đã có một bức tranh tổng thể về chuyển đổi số sau khi theo dõi và được xem thực tế các giải pháp chuyển đổi số từ công ty IAP, Avani và cũng như FPS, đồng thời được nghe chia sẻ thực tế tình hình chuyển đổi số, các bài học, kinh nghiệm từ công ty Cổ phần Việt Vương. Sau đây là phần thảo luận hỏi đáp giữa các diễn giả.
Xin mời quý doanh nghiệp đặt câu hỏi vào phần chat box. Các diễn giả của chúng tôi sẽ thảo luận giải đáp trực tiếp. Và phần diễn giả này xin mời ông Đào Lê Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ IEP trở lại điều phối phần hỏi đáp, và xin mời các diễn giả bật cam để trao đổi cùng khán giả. Xin mời anh Hải ạ. Vâng, xin cảm ơn các phần trình bày và cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đại biểu. Trước khi, trong lúc mà các quý vị đang chuẩn bị các câu hỏi, thì tôi xin phép được chia sẻ về một trả lời một câu hỏi mà chúng tôi có nhận được từ trước buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì có rất nhiều các quý vị đã đặt câu hỏi về cái lộ trình chuyển đổi số. Thì đối với doanh nghiệp thì nên có một cái lộ trình chuyển đổi số như thế nào cho phù hợp. Thì sau đây tôi xin phép được chia sẻ, tôi cũng chuẩn bị sẵn một cái slide để chia sẻ cho các quý vị trả lời câu hỏi này. Chúng tôi có chia ra làm 6 bước cho cái lộ trình chuyển đổi số này. Bao gồm bước thứ nhất, chúng tôi khuyến nghị doanh nghiệp đầu tiên nên có cái chiến lược, xây dựng cái chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Thì cái chiến lược chuyển đổi số nó nên đi cùng với cái chiến lược chung của doanh nghiệp. Chúng ta xác định phương hướng của chúng ta cần đạt được những mục tiêu kinh doanh gì, và cái chuyển đổi số nó sẽ đáp ứng được những cái yếu tố nào trong cái mục tiêu của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta khi mà đã có chiến lược rồi thì chúng ta cần phải đánh giá cái hiện trạng của chúng ta, những cái nguồn lực chúng ta đang có, những cái nguồn lực về con người, nguồn lực về tài chính, vân vân. Và chúng ta cần phải phân tích được cái khoảng cách giữa cái chiến lược mong muốn và cái hiện trạng thực tế của chúng ta để chúng ta ra được cái phương hướng. Là bước thứ ba là chúng ta cần ưu tiên cái gì chúng ta làm trước, cái gì chúng ta làm sau. Chuyển đổi số không có nghĩa là chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ cùng một lúc, mà chúng ta cần có những cái bước cụ thể rất rõ ràng. Có thể là những cái gì dễ, những cái gì mà cần thiết nhất chúng ta làm trước để có những cái kết quả đầu tiên, để có những cái động lực cho hệ thống cảm thấy tin tưởng vào chuyển đổi số. Chúng ta cũng nên lựa chọn là gọi là build or buy, nghĩa là chúng ta sẽ tự xây dựng các cái hệ thống công nghệ thông tin, hay hoặc là thuê các cái đơn vị vào số hóa hay là tin học hóa các cái quy trình hiện có, hoặc là chúng ta mua hẳn một cái hệ thống, dù như ERP thì bản thân ERP bên trong đã tích hợp sẵn những cái quy trình tiêu chuẩn thậm chí là quốc tế, và họ đã vận hành tối ưu trong rất nhiều năm, giống như bài chia sẻ của Việt Vương quý vị vừa nghe. Sau đó thì chúng ta mới đến bước chuẩn bị. Chúng ta lúc đó sẽ cần phải chuẩn bị về ngân sách, chuẩn bị về con người, và đặc biệt là như tôi đã nói là cái văn hóa số của chúng ta cần phải xây dựng. Sau đó chúng ta cần hết sức truyền thông, nâng cao nhận thức của mọi người và có sự đồng thuận từ ban lãnh đạo đến từng nhân viên. Rồi chúng ta bước vào đến khâu triển khai. Đấy, khi chúng ta đã có ngân sách, chúng ta có con người, chúng ta chọn lựa được đơn vị triển khai mà chúng ta tin tưởng, thì chúng ta cần quản lý các cái dự án chuyển đổi số, chúng ta đào tạo huấn luyện, và chúng ta tiếp nhận cái chuyển giao có đủ năng lực. Chúng ta phải có con người để tiếp nhận, để khi mà đơn vị triển khai họ ra đi thì chúng ta vẫn có thể vận hành và phát triển nó. Rồi đến bước đánh giá căn chỉnh, tổng kết lại các dự án, các bài học kinh nghiệm. Và đây thì cũng không phải là bước cuối cùng, nó sẽ là một cái vòng lặp để chúng ta tiến lên. Và nó sẽ là vòng lặp, phải nói là sẽ theo suốt quá trình của doanh nghiệp. Thì với những cái bước như thế này thì doanh nghiệp có thể tự triển khai, tuy nhiên là cũng sẽ có những đơn vị họ tư vấn. Bản thân IEP cũng có cái dịch vụ tư vấn, thứ nhất là về tư vấn về chiến lược, giúp chúng ta có thể làm 4 bước đầu tiên, xây dựng được ngân sách, lên được các cái tính toán hiệu quả đầu tư. Rồi chúng ta có các cái bài đầu bài thầu để chúng ta gửi cho các cái đơn vị triển khai để họ đáp ứng các cái tiêu chí xây dựng hệ thống của chúng ta. Và tư vấn về thiết kế cũng như triển khai, khi chúng ta đã có đầy đủ các cái yêu cầu đầu vào thì chúng ta sẽ cần thiết kế lên hệ thống như thế nào để cho nó nằm trong cái bức tranh chung. Chứ nó khi chúng ta đầu tư vào chuyển đổi số, tránh những việc là chúng ta đầu tư nhỏ giọt hoặc là dàn trải, và chúng ta không có một cái trọng tâm mà cũng không biết là nó nằm là mảnh ghép nằm ở cái khu vực nào trong cái bức tranh chung chuyển đổi số của doanh nghiệp mình, thì chúng ta sẽ cần những cái có thể mời những đơn vị bên ngoài tư vấn để cho chúng ta triển khai thành công.
Thì đó là cái chia sẻ của tôi về cái lộ trình chuyển đổi số. Sau đây tôi sẽ tập hợp các cái câu hỏi của quý vị. Chúng tôi có nhận thấy một quý vị giơ tay, đấy là anh Tuấn Anh, Dr. SME. Xin phép admin cho kết nối anh Tuấn Anh có thể chia sẻ câu hỏi. Ok, dạ vâng ạ, xin và xin cảm ơn chương trình. Thì tôi cũng chỉ có một câu hỏi với cả thực ra cũng xin lỗi vì cái đường truyền nó thấp quá nên là mình không gửi được cái video. Dạ vâng ạ, thì tôi cũng xin hỏi chị Hạnh là chị Hạnh nói rất là thú vị về quá trình là những cái khó khăn. Thế thì tôi hỏi là thế thì đối với ở tại công ty Việt Vương thì quá trình mà gọi là quản trị sự thay đổi cũng như là các chương trình đào tạo phát triển năng lực thì chị thấy những cái hoạt động quản trị thay đổi hay là đào tạo đấy nó đóng vai trò như thế nào trong cái quá trình chuyển đổi của công ty, và theo những cái kinh nghiệm của chị thì chị có thể chia sẻ những cái tip các thứ để làm sao để mình có thể quản trị thay đổi và mình thực hiện mà đào tạo cái năng lực của nhân viên cho nó hiệu quả cho cái quá trình chuyển đổi số ạ. Dạ xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Anh, mời chị Hạnh để chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn hai cái câu hỏi của anh Tuấn Anh. Với Việt Vương thì cái nền tảng chính của Việt Vương, cái giá trị cốt lõi của Việt Vương thì con người là cái nền tảng lớn nhất. Cái con người là cái tài sản của Việt Vương, là con người là cái tài sản là lớn nhất. Thì mình nghĩ là doanh nghiệp nào cũng thế thôi. Thì để mà hoạt động sản xuất kinh doanh được thì chúng ta phụ thuộc chính là vào đội ngũ nhân sự của chúng ta. Chính vì vậy là cái việc mà chúng tôi là luôn luôn là cái tiêu chí, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là luôn luôn là phải đào tạo cán bộ công nhân viên. Khi mà vừa rồi là chúng tôi cũng chia sẻ là để mà năm 2015 mà chúng tôi thực hiện được, thực hiện hóa được là hệ thống cái áp dụng cái phần mềm ERP vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Thì trước đó là năm 2013-14 là chúng tôi đã phải gọi là truyền thông, đào tạo và những cái kỹ năng dần dần cho cán bộ công nhân viên để có thể là thích ứng được, là đến năm 2015 là có thể là ứng dụng được. Chứ không phải là đùng một cái là chúng tôi là đến năm 2015 là chúng tôi làm luôn được. Cái đấy là nó có cả một cái quá trình là chúng tôi là đào tạo và thay đổi được cái nhận thức của cán bộ công nhân viên. Cái lợi ích mang lại của việc chuyển đổi số nó là như thế nào và tại sao là doanh nghiệp là phải thực hiện cái chuyển đổi số đó, thì cái đấy là chúng tôi phải thực hiện cái việc đào tạo, ngoài cái việc mà đào tạo để phục vụ cho cái việc mà chúng tôi chuyển đổi số ứng dụng cái phần mềm ERP này thì có rất nhiều những cái chương trình đào tạo khác. Thì chúng tôi cũng chia sẻ là để mà khi mà có thể đào tạo được anh em cán bộ công nhân viên thì đội ngũ quản lý là phải đi học, bởi vì chúng tôi là ở tỉnh lẻ, xin thưa với các anh là nó thiếu thốn đủ đường về công nghệ thông tin, chúng tôi cũng là tiếp cận sau. Cái thứ hai nữa là về đào tạo là chúng tôi cũng gần như là anh em quản lý ở đây là đa số là người Phú Thọ cả, cho nên là cái việc mà tiếp cận cái thời bấy giờ là chúng tôi rất là khó khăn. Chúng tôi phải đi tìm tòi ngoài những cái tool học của các trung tâm ra, thì chúng tôi tìm tòi học những cái lớp quản lý. Xin lỗi các anh chị. Lớp quản lý như là quản lý cấp cao của trung tâm VJCC đào tạo và những cái tool quản lý khác. Thì khi chúng tôi đào tạo, chúng tôi được đi đào tạo và chúng tôi thấy rằng là cái việc mà mình về mình truyền đạt lại cho anh em, mình thổi lửa lại cho anh em, nó chỉ được một phần thôi. Kinh nghiệm của chúng tôi là 20 năm, 21 năm thì chúng tôi thấy là như này, là khi mình đi học về đấy, mình tiếp thu được kiến thức là được khoảng 70%, nhưng khi mình truyền lại cho anh em thì có khi nó chỉ được khoảng 30% thôi. Thế thì có một câu là trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy thì không bằng một sờ. Thế thì chúng tôi là cho tất cả các quản lý đi học tất cả các lớp ở các trung tâm, ở các chuyên gia, các diễn giả nào có tổ chức thì ở tại Hà Nội hoặc thậm chí là cả trong thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng
cử anh em cán bộ nhân viên đi đào tạo. Thì khi đào tạo đấy thì là giữa lý thuyết và cả thực tiễn, cả cọ sát với lại tham quan các doanh nghiệp, thì chúng tôi hình thành được một cái đội ngũ là gần như là các bạn ấy luôn sẵn sàng thay đổi, thích ứng nhanh đối với lại tất cả những cái chủ trương, cái phát triển của công ty. Gần như là chúng tôi đào tạo từ cấp nhỏ đến cấp lớn một cách bài bản như vậy. Ngoài ra thì cái việc đào tạo thì cũng chia sẻ với các anh chị nó hơi dài dòng một tí. Thế nhưng mà cái chủ đề này nó hơi 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 cuốn hút tôi là ngay cả công nhân của chúng tôi cái thời điểm đấy là nó thật sự với các anh chị là cả công nhân, tức là mình đang nói là đào tạo quản lý là như vậy nhá, cả công nhân. Vậy thì mình nói như thế nào để họ có thể hiểu được? Ngay cả cái việc mà xếp hàng đi ăn cơm thôi, nó cũng là một cái bài toán mà đau đầu, nhức óc. Rồi là ngay cả cái việc mà giữ trật tự ở giữa đám đông thôi, mà chúng tôi cũng phải đào tạo. Thế thì không thể nào mà lên trên bục giảng là nói ra giả là anh phải giữ trật tự trước đám đông, anh phải xếp hàng. Nó khó lắm. Không nói bao nhiêu không xuể được. Thế là chúng tôi mới tìm ra một cái cách như thế này. Nhưng mà tùy từng từng doanh nghiệp, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Chứ thì chúng tôi mới là từ năm 2014. Trước đây là cái chế độ phúc lợi của cán bộ công nhân viên là một năm đi nghỉ mát một lần. Và một năm đi nghỉ mát một lần thì tùy theo hành chính nhân sự sắp xếp là đi nghỉ mát ở đâu thì anh em đi nghỉ mát ở đấy. Và cái định mức của hành chính nhân sự là đưa lên thì các bạn đấy thì rất là tiết kiệm cho công ty. Đấy là cái định mức thì là chỉ là ở cái nhà nghỉ thôi chứ không phải là ở khách sạn. Thế thì khi mà chúng tôi thì cấp lãnh đạo, cấp quản lý thì cũng được đi rất là nhiều nơi, mà cái thấy là cái mô hình quản lý của các nhà nghỉ ấy, hoặc là các khách sạn nhỏ nó khác với mô hình quản lý của những cái khách sạn lớn và những cái resort. Thì ngay lập tức là khi về là chúng tôi thay đổi cái tư duy, đầu tiên là phải thay đổi cái tư duy cho của lãnh đạo đã, là mình phải làm thế nào là khi mình là hoạt động sản xuất thì cái mục đích của chúng ta là đầu tiên là chúng ta phải phục vụ cán bộ công nhân viên của chúng ta trước, sau đó mới là phục vụ bên ngoài. Thế thì cán bộ công nhân viên chúng ta phải được hưởng cái nền tảng tiên tiến nhất thì các bạn ấy mới thay đổi được. Thì ngay lập tức là cái năm đó là chúng tôi thực hiện là đi nghỉ mát với một cái tiêu chuẩn, gọi là cái tiêu chuẩn chúng tôi đặt ra là 4 sao quốc tế trở lên. Tức là ở nhà nghỉ, ở khách sạn thì phải là khách sạn 4 sao quốc tế trở lên. Tại sao phải như thế? Thì cái này chia sẻ nó dài một chút là khi mà làm cái việc đó thì anh em rất là hứng khởi, vì là mình lao động chân tay như thế này mà được đến những cái nơi đây ở nó rất là sang trọng. Và ngay lập tức khi đến những nơi đó thì không cần phải đào tạo gì các anh chị ạ, là ngay lập tức là chỉ cần nhắc nhẹ là đi cầu thang là không được nói chuyện và phải xếp hàng và phải đứng vào bên bên tay phải đấy, khi phải đứng vào bên tay phải, và khi ăn buffet thì các anh chị phải lấy vừa đủ. Thực sự là đấy là một cái tiểu tiết rất nhỏ trong trong hoạt động sản xuất, trong quản trị thôi. Thế nhưng mà nó đánh vào đúng cái tâm lý, đánh vào đúng cái tâm lý của cán bộ công nhân viên. Thì ngay lập tức về chúng tôi không phải hò hét cái gì như ngày xưa nữa, khản giọng như ngày xưa nữa, là ăn cơm là các bạn ấy xếp hàng. Và thậm chí là hiện trước khi mà chưa có dịch là đối với công ty của chúng tôi là chúng tôi không có là chúng tôi tối ưu hóa đến mức độ là như thế này, là cái cấp dưỡng của chúng tôi, đầu bếp của chúng tôi là không có người là xơi cơm ra. Chúng tôi là để toàn bộ vào những cái khay nóng. Anh em công nhân là lên cứ xếp hàng và lấy ai thích ăn cái gì lấy cái đấy và vừa đủ mang về. Và chúng tôi không có đồ ăn thừa. Cái đấy là cái mà tôi chia sẻ là cái phần đào tạo là chúng ta phải đào tạo, chúng tôi đào tạo gần như là rất là kỹ. Còn cái trò quản trị thay đổi thì khi mà chúng tôi trước đây ấy, là năm 1999 đến năm 2008 ấy, thực sự nói với các anh là đến lãnh đạo chúng tôi còn không biết quản trị như thế nào. Đến lúc mà khi mà mọi thứ là nó cứ làm theo thói quen ấy,
Làm theo thói quen là công ty gia đình là làm như thế nào là chỉ đạo ngày hôm sau chỉ đạo như thế. Làm như thế, tức là gần như là mình không có quy trình gì cả. Năm 2006 là chúng tôi là bắt đầu là áp dụng ISO nhé, áp dụng quy trình ISO vào trong 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 hệ thống quản lý sản xuất và cũng là quản trị thay đổi. Nhưng mà bởi vì là mình chưa cọ sát cái thực tế, mình chưa nhìn thấy cái doanh nghiệp nào làm như thế mà chỉ là làm trên giấy tờ thôi. Thời điểm đấy là cũng xin thưa với anh chị, năm 2006, năm 2007 ấy, là các bác ở Vinaconcho lên đánh giá chúng tôi ấy, thì các bác bảo là mông chị Hạnh hơi thô. Bởi vì tại sao? Bởi vì là chỉ có nhân viên của chúng tôi chỉ đi chép dữ liệu lại để cho các ông ấy lên đánh giá thôi, chứ không phải là thực tế. Thế cho nên là cái quản trị thay đổi lúc đấy là không làm được. Chứ khi mà chúng tôi ứng dụng ERP vào, chúng tôi quản trị được những cái thay đổi nhỏ nhất, gọi là tiểu vi nhất ở trong cái quá trình hoạt động sản xuất. Chúng tôi bắt được những cái điểm mà nó là nút thắt. Đấy, nút thắt chúng tôi mang lên, tức là mỗi một tháng là chúng tôi có một cái cuộc họp lớn. Đấy, để phân tích mổ xẻ những cái lỗi, những cái thay đổi, những cái chủ quan khách quan mang lại cho những cái vấn đề đó, và chúng tôi đưa ra cái phương án hành động khắc phục phòng ngừa cho những cái phần thay đổi đó, thì chúng tôi thấy là nó hiệu quả hơn hẳn. Tại vì thay vì là chúng tôi cứ phải những năm trước là cứ phải ngồi giám sát dò từng từng con số một, từng bộ phận một, nhưng bây giờ thì không 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 phải thế nữa, mà hoàn toàn là dựa trên dữ liệu mà máy tính rồi là công nghệ thì chắc là nó không có sai đâu, chỉ có con người sai thôi anh ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Dạ, xin cảm ơn chị Hạnh, rất là thú vị trong cái vấn đề mà chị nói về câu chuyện là thay đổi cái thói quen và hành vi của các bạn công nhân rồi từ các quản lý. Thế thì những chia sẻ chị rất là hay và nó rất là thiết thực, và tôi nghĩ là cũng là một cái bài, những cái kinh nghiệm để cho tất cả chúng ta đang ở đây chúng ta nghe. Thế thì tôi cũng hỏi thêm một chút về chị Hạnh ạ, tức là nếu như mà chị nhìn lại thì chị thấy rằng là cái vai trò con người cũng như là quá trình quản trị thay đổi và cái đào tạo vân vân thì nó đóng góp bao nhiêu phần trăm trong cái hành trình chuyển đổi số và hành trình triển khai các công nghệ ở tại nhà máy của mình ạ? Dạ, xin cảm ơn chị ạ. Với cá nhân của tôi thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị, với cá nhân và cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã làm, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với các anh chị như thế này, là với cái quản lý thay đổi và cái đào tạo cán bộ công nhân viên ấy, thì nó sẽ chiếm, tôi bỏ qua yếu tố tài chính nhé, yếu tố tài chính thì nó tùy thuộc vào cái từng doanh nghiệp một. Mình đầu tư tool, từng tool quản lý hoặc là từng tool chuyển đổi số thì đấy là từ tùy thuộc từng doanh nghiệp, tôi không nói. Nhưng để mà đặt lên bàn cân về cái công tác đào tạo và công tác truyền lửa cho cán bộ công nhân viên thì cái về mặt chuyển đổi số này thì nó chiếm đến cỡ khoảng 70%. 70% trong cái công việc. Khi anh đã lên gọi là lên dây cót rồi. Đấy. Tưởng tượng giống như kiểu là chúng tôi thì anh Hải thì anh cũng tiếp cận với lại Việt Vương cũng khá là lâu rồi, thì chúng tôi thì có một cái văn hóa là văn hóa bánh xe. Đấy. Khi mà bánh xe mà khi mà đã quay rồi ấy, thì nó cũng cứ theo cái guồng quay đó, nó sẽ quay thôi. Đấy. Khi đã lên dây cót và bánh xe quay rồi, cán bộ công nhân viên đồng lòng rồi, và kiến thức cán bộ công nhân viên chúng tôi cũng đã trau dồi rồi, thì cái việc thực hiện nó chỉ là thời gian ngắn hay thời gian dài hay thôi, còn lại là hiệu quả hay không là ở cái công tác là chúng ta đào tạo và chúng ta truyền lửa cho anh em cán bộ nhân viên. Dạ bác ạ, xin cảm ơn chị Hạnh. Tôi nghĩ là những ý kiến của chị Hạnh rất thú vị, tại vì vấn đề theo quan sát của tôi với cả các chuyên gia thì từ cái việc mà đào tạo và quản trị thay đổi thì rất ít được các doanh nghiệp khi mà thực hiện chuyển đổi số để ý. Dạ bác ạ, thế nhưng mà qua cái sự thành công của bên chỗ chị và cũng như chia sẻ thẳng thắn thì tôi nghĩ là các chủ doanh nghiệp cũng như các công ty có khi sẽ phải tái suy nghĩ lại về cái vai trò của cái đào tạo truyền lửa cũng như quản trị sự thay đổi trong cái việc mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số. Bởi vì thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chuyển đổi số chỉ là công nghệ thôi, công cụ rồi máy móc thôi, và chúng ta nhiều khi chúng ta quên đi cái yếu tố con người. Dạ, xin rất là cảm ơn chị Hạnh ạ. Dạ. Vâng, Vâng, xin cảm cảm ơn. ơn anh Tuấn Anh và chị Hạnh. Tuấn Anh cũng vừa đặt câu hỏi nhưng cũng giúp chương trình
để có những cái chia sẻ thêm cho chương trình. Sau đây tôi cũng xin được phép là tiếp nối với những cái câu hỏi mà ban tổ chức nhận được từ trước hội thảo và trong hội thảo. Đầu tiên xin mời anh Nguyễn Vũ An lên trả lời câu hỏi của khán giả là Cao Minh Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn IP. Xin cho biết các gói cơ bản dành cho doanh nghiệp sản xuất chuyên gia công chi tiết cơ khí khoảng 40 nhân sự, yêu cầu theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất qua các công đoạn để ra quyết định, gồm các lỗi xảy ra trong sản xuất, tích hợp hệ thống xử lý lỗi theo thời gian thực dựa trên ISO 9001. Mấy nhà có thể trả lời câu hỏi này không? Alo, mời anh bật mic để trả lời ạ. Vâng, cảm ơn anh Hải, cảm ơn câu hỏi của anh Lê Minh Việt, Cao Minh Việt. Và thì báo cáo anh thì trong đối với cái lĩnh vực về gia công, chuyên gia công các cái chi tiết cơ khí ấy, thì đối thông thường thì đối với các cái máy ấy, thì chúng tôi có cái cách thức là các cái giải pháp IoT thì có cách thức là có thể đọc được chi tiết các cái vấn đề, các cái giá trị, các cái thông số ở trong cái bộ điều khiển PLC đối với những cái máy mà sử dụng PLC, những cái máy mà có bộ điều khiển mở và có thể can thiệp được. Thì từ đó thì có thể là thu thập được các thông tin, thì bao gồm cả các những cái thông tin về tốc độ máy này, chương trình máy đang chạy này, rồi các cái vấn đề mã lỗi xảy ra này, hay là các cái sự cố. Thì thông tin đấy thì có thể thu thập và đưa ra được thông các cái kích xuất ra các cái hệ thống lỗi. Tuy nhiên thì về phần mà chi tiết thì từng cái loại cái dòng sản phẩm ấy, thì quan trọng là khi mình xác định được là các anh chị cần có xác định được là mình sẽ sử dụng những cái thông số nào, thì có thể có những cái cách thức thu thập nó có thể đơn giản hơn mà có thể không cần can thiệp sâu vào các cái máy, các cái chương trình điều hành của máy và các cái danh mục các cái lỗi, mà nếu mà các anh chị có cái phần quy hoạch đã có cái thông tin mình cần quản lý những lỗi như nào, thì cái hệ thống có thể cho phép được thu thập và có thể cung cấp được cái hệ thống lỗi cho cái tức là cung cấp được các cái thông tin theo đúng cái thời gian thực. Và thì còn từ cái việc mà từ dữ liệu đấy đưa ra theo cái đổ mẫu nào, theo quy trình nào của ISO thì hoàn toàn chúng ta có thể tùy biến và có thể đáp ứng ngay được cái việc kết xuất dữ liệu đầu ra. Thì đối với cái nhà máy mà với cái quy mô của anh thì có thể triển khai ngay được cái ứng dụng là giám sát trong cái phạm vi, có thể triển khai ngay được là cái việc cái hệ thống IoT để có thể giám sát được các cái thông số và có thể đưa lên phần mềm ngay. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý thêm là đối với các cái máy đấy, thì nếu mà các cái hệ thống phần mềm cho phép mở các chương trình PLC tùy hệ điều khiển mà chúng ta có thể nghiên cứu, tức là có thể cung cấp được cái phần mở, thì các cái loại như kiểu máy đột giật, máy chấn, máy cắt vân vân thì đều có thể đếm được cái sản lượng, cái tính toán thời gian chạy máy, rồi các yếu tố lỗi, các cái tỷ lệ lỗi, và như như cái phần mà trình bày của tôi vừa chia sẻ. Và tôi xin kết thúc cái câu trả lời của mình, thì không biết anh Cao Minh Việt nếu mà có vấn đề gì chia sẻ có thể comment thêm. Cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hoa về phần trả lời của mình. Xin lỗi với quý vị một chút về Zoom đang tôi đang bị lỗi. Và tiếp theo xin mời anh Trần Đình Thủy trả lời câu hỏi của anh Hoàng Anh là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sử dụng Excel rất là nhiều, khi áp dụng SharePoint vào
thì đã đỡ rất nhiều cho việc nhập liệu, theo dõi và tổng hợp, đặc biệt là phần bảo mật cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để kết hợp giữa dữ liệu Excel với nhau thì rất là khó khăn. SharePoint không cho phép đồng bộ thời gian thực được. Xin hỏi anh là có giải pháp gì để mỗi chi nhánh dùng một file Excel và dữ liệu này sẽ được tổng hợp về một nơi không? Thì đang nghe rõ câu hỏi chưa ạ? Vâng, xin cảm ơn anh Hải. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Anh. Hiện trạng của bên đơn vị anh thì cũng rất là nhiều các cái đơn vị doanh nghiệp khác cũng xảy ra tình trạng tương tự như vậy. Đấy là các bộ phận phòng ban hoặc là các cái điểm sản xuất, người ta sẽ nhập liệu trên file Excel, sau đó là người ta sẽ sử dụng SharePoint để lưu trữ. Thế thì cái khó khăn đối với họ đấy là làm sao để đồng bộ cái dữ liệu về một nơi để đưa vào các cái hệ thống báo cáo như là BI. Thế thì ở đơn vị chúng tôi có một cái giải pháp gọi là giải pháp bất đồng bộ và đồng bộ tức thì. Khi đấy là dữ liệu của các đơn vị sẽ nhập vào trong hệ thống file Excel và hệ thống của chúng tôi có một công cụ là đọc cái dữ liệu trong Excel đấy và sẽ đẩy cái dữ liệu ấy vào một cái vùng dữ liệu chung. Vùng dữ liệu đấy sẽ giúp cho chúng ta tập hợp các cái dữ liệu của cái file Excel vào và sẽ bổ sung vào trong cái dữ liệu data. Với cái giải pháp này thì sẽ giúp chúng ta là đồng bộ được cái dữ liệu file Excel đấy. Vâng, cảm ơn anh Thủy. Như vậy câu trả lời là có, hoàn toàn hệ thống SharePoint và đặc biệt là thì anh Thủy có thể giúp cho mọi người có thể liên kết được các cái file Excel, và rõ ràng là doanh nghiệp bây giờ thì việc sử dụng Excel thì chúng ta biết là cũng rất là phổ biến, công cụ gần như ai cũng cần phải biết. Thì cái việc mà các cái khó khăn, các cái trở ngại khi sử dụng cái nền tảng Excel nhiều, nó sẽ cần được giải quyết như thế nào? Anh Thủy đã câu trả lời cho chúng ta. Tiếp theo xin phép được chuyển sang câu hỏi là một doanh nghiệp, câu hỏi của anh Hiếu Nguyễn. Một doanh nghiệp đã có ứng dụng các phần mềm đơn lẻ riêng biệt cho các bộ phận nghiệp vụ sản xuất và kinh doanh. Vậy có giải pháp nào có thể tích hợp chuyển đổi để tiến đến quá trình chuyển đổi số không? Vâng, thì tôi xin phép được trả lời câu hỏi này. Thực ra chúng tôi cũng chưa biết rõ được là cái hiện trạng đang sử dụng các cái phần mềm đơn lẻ của quý doanh nghiệp như thế nào. Tuy nhiên là hiện nay thì rõ ràng có rất nhiều các cái công cụ giải pháp để giúp chúng ta tích hợp các cái phần mềm đơn lẻ với nhau, để tránh cái việc chúng ta phải xuất ra Excel rồi chúng ta phải xào nấu dữ liệu bằng tay đưa lên cái hệ thống báo cáo. Thì có thể kể đến ví dụ như là các cái việc tích hợp ứng dụng ESB, Wishbus, hoặc là các cái bản thân những cái hệ thống phần mềm ERP hoặc là rất nhiều các phần mềm bây giờ nó cũng có cho phép chúng ta là tích hợp các cái phần mềm khác với nhau thông qua các cái phần mềm trung gian. Và có thể là nếu chúng ta đang vận hành các cái hệ thống phần mềm đó và quan trọng là cái phần master data, các cái dữ liệu mà danh mục và các bộ mã mà chúng ta tiêu chuẩn hóa được ấy, thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái gọi là BI, công cụ BI, Business Intelligence, để chúng ta kết nối tất cả các phần mềm này lại với nhau và chúng ta lên được ngay các cái báo cáo quản trị phân tích. Vì mục tiêu của việc của các nhà lãnh đạo, các cái thông tin cần thiết là để đến kịp thời, trực quan để có thể ra quyết định được. Thế thì cái hệ thống BI cũng là một cái giải pháp mà anh có thể tham khảo thêm. Tôi xin hết phần trả lời của mình. Và tôi xin tiếp tục mời anh Thủy trả lời một câu tiếp theo liên quan đến phần trình bày của anh. Thứ nhất là cảm ơn anh Thủy. Đây là câu hỏi của Giản Mỹ Long. Cảm ơn anh Thủy, xin anh Thủy cho xem cách thiết lập của một quy trình có điều kiện. Quy trình là số tiền chia cho ngày hoặc là khu vực. Ví dụ nếu anh em nhân viên làm việc tại Bắc Giang gửi tờ trình phê duyệt văn phòng phẩm 5 triệu, nó sẽ tự động đối đến người quản lý của họ, sau đó nó mới gửi đến những người được ủy quyền phê duyệt các cái món tiền ở mức 5 triệu khu vực Bắc Giang. Lưu ý là bên mình có 9 chi nhánh khác nhau và muốn chỉ dùng một quy trình với các điều kiện bên trong để luân chuyển văn bản tới đúng chỗ mà không cần chọn người. Nghĩa là hệ thống sẽ tự động lựa chọn đấy, dựa theo các cái hạn mức, theo tôi hiểu là
doanh nghiệp chúng ta sẽ có rất nhiều các cái hạn mức phê duyệt khác nhau, và ứng với mỗi hạn mức thì chúng ta sẽ phân cấp phê duyệt. Vậy thì cái việc này đã được giải quyết như thế nào, xin mời anh Thủy ạ. À, vâng, xin cảm ơn anh. Thì đây là một cái module nằm trong cái việc chuyển đổi số, đấy là giải quyết các cái tờ trình liên quan mua sắm. Thế thì căn cứ vào cái giá trị mua sắm từ số tiền để hệ thống sẽ quyết định rẽ nhánh. Thế thì dựa vào các cái yêu cầu và các cái đặc thù đấy thì đơn vị chúng tôi có xây dựng một cái gọi là cái bộ công cụ cho phép là các cái đơn vị sẽ tự định nghĩa các cái quy trình workflow. Cái quy trình đấy thì dựa vào các cái điểm thắt nút là các cái giá trị mà khi mà cái số tiền tương ứng thì mình sẽ cấu hình các cái bước rẽ nhánh. Cái bước rẽ nhánh này nó giống như cái điều kiện mà mình sẽ là với số tiền bao nhiêu đi đến đâu và số tiền lớn hơn thì đi đến đâu, ai là người phê duyệt. Thế thì khi mà đã thực hiện được cái việc đấy rồi thì mình sẽ thực hiện thêm một cái bước nữa, đấy là khi mà chuyển đến cái người xử lý tiếp theo ở đấy sẽ xác định được là ở bộ phận phòng ban nào, bởi vì là khi mình đưa trên một cái hệ thống văn phòng điện tử thì mình xác định được cái cơ cấu tổ chức hoạt động tại doanh nghiệp, thì dựa vào đấy mình sẽ quyết định được cái việc rẽ nhánh. Thì cái này thì bộ công cụ của chúng tôi là có hoàn toàn để đáp ứng được cho doanh nghiệp tự cấu hình theo cái quy trình đấy. Thế thì để sâu được cái quy trình đấy lên đây thì cần phải diễn biến một cái bước là phải xây dựng cả cái cơ cấu tổ chức và cái hình ảnh của cái quy trình đấy khá là phức tạp. Nên là nếu mà có thể có điều kiện thì là xin phép anh có thể cho tôi liên hệ để có thể là sâu quy trình đấy trên cái hệ thống của bên mình để bên mình có thể theo dõi và xem có phù hợp với lại của đơn vị mình không. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh Thủy. Nếu ai có thêm câu hỏi vui lòng các quý vị cứ post lên cái cửa sổ chat để ban tổ chức có thể tổng hợp. Sau đây tôi xin phép được mời anh An trả lời câu hỏi của khán giả là Phan Thế Tuấn, công ty trách nhiệm hữu hạn Maxport Limited. Hiện nay cloud là một trong những xu thế để doanh nghiệp chuyển đổi số hướng đến business on cloud. Vậy khả năng sử dụng các ứng dụng trên cloud cho các doanh nghiệp sản xuất như thế nào để hướng đến Smart Factory, Factory 4.0, ứng dụng IoT trong các nhà máy, các doanh nghiệp sản xuất thì doanh nghiệp cần phải làm những gì ạ? Mấy nha này. Cảm ơn câu hỏi từ anh Nguyễn Thế Tuấn ở Macos. Đối với câu hỏi của anh Tuấn thì nó cũng bao gồm hai ý. Thì một ý là về phần cloud, một ý là về phần để hướng đến Smart Factory, ứng dụng IoT thì doanh nghiệp cần làm những gì. Thì tôi xin phép được trả lời cái ý thứ hai trước. Tức là ý thứ hai thì là trong cái chúng ta tạm hiểu là trong cái nhà máy thì chúng ta cần làm những gì để ứng dụng cái IoT trước. Thì thưa các anh chị thì nói chung là trong cái sản xuất thì các anh chị cũng biết là nó sẽ gói gọn nó bốn trong cái phần 4M là con người, là máy móc và vật tư và phương thức. Thì cái method thì cái phương pháp là cái đầu tiên là rất là quan trọng. Thế thì nó liên quan đến việc quy trình và cái vận hành trong từng cái bộ phận. Và trong cái quy trình đấy, khi các anh chị đã đưa ra một cách các anh chị tính toán là tối ưu được rồi thì các anh chị đưa ra. Nhưng mà làm thế nào để đo lường được cái quy trình đấy có thật sự hiệu quả và nó đã tối ưu hay chưa, thì nó cần đòi hỏi cái phần là đo lường được các cái thông tin, các cái chỉ số trong cái quá trình sản xuất đó. Thế thì cái bước đầu tiên là khi các anh chị mà đang có cái quy trình vận hành như hiện tại rồi ấy, thì cái việc mà các anh chị cần làm được thực hiện cái bước đầu tiên là các anh chị đo lường. Đo lường thì có những cái cách thức như kiểu đó, đo lường bằng tay, có những người phụ trách thì sẽ đo đếm cái thời gian, cái sản lượng của từng cái công đoạn ra để các anh chị ghi nhận và báo cáo bằng tay, đó là cái cơ bản. Nhưng các anh chị cũng có thể ứng dụng cái phần IoT thông qua cái việc là các cái hệ thống cảm biến, các cái giảm công tắc, các cái sự kiện xảy ra để các chị đo đếm một cách tự động và theo thời gian thực. Thì từ cái việc đo lường đấy thì các chị sẽ có được cái hệ thống thông tin để hỗ trợ các chị ra quyết định và tối ưu được cái quy trình và từng bước ứng dụng vào cái hệ thống IoT trong sản xuất. Ví dụ như là các anh chị trong các cái lĩnh vực như kiểu giày da hoặc là may mặc hoặc là các cái hệ thống lắp ráp, gia công lắp ráp ấy, thì mà làm việc theo từng cái dây chuyền cả, là từ từng cái dây chuyền. Vậy thì trên cái dây chuyền ấy thì nó có một khái niệm là cân bằng chuyền. Thì có nghĩa là cái năng lực
của toàn bộ cái truyền đấy sản xuất ra sẽ là chính bằng cái năng lực của cái điểm yếu kém nhất trong toàn bộ cái dây chuyền đó. Thế thì chính vì thế cho nên là chúng ta phải đi tìm cái chỗ nào yếu nhất để chúng ta cải thiện nó lên. Cải thiện nó lên thì nó sẽ nâng được toàn bộ cái năng lực của cái truyền đó. Chính vì thế cho nên là ta đo lường ở từng cái khoảng thời gian hoàn thành ở mỗi công đoạn. Và từ đó ta biết rằng là công đoạn nào là công đoạn chậm. Và tại sao lúc đó quay ngược lại phân tích là tại sao cái công đoạn đó lấy lại chậm. Thì chúng ta sẽ tính toán được là việc là phân bổ lại cho nó cân bằng các cái công việc trên từng truyền này. Rồi tối ưu lại cái thao tác này. Rồi phân bổ lại như thế thì nó sẽ giúp cho cái từng công đoạn một nó sẽ rút ngắn cái thời gian. Như cái ví dụ của tôi là tôi đã hỗ trợ một cái nhà máy về lắp ráp đồ gia dụng thì họ đã cải tiến được cái thời gian mỗi một sản phẩm là thay vì là 55 giây bây giờ còn 51 giây đấy, trong một áp dụng trong khoảng độ 2 tháng là họ đã xử lý được cái việc đó. Thì đấy thì quay ngược lại là tương chung lại thì cái bước đầu tiên là chúng ta cần phải thiết lập cái hệ thống để đo lường các cái thông tin từng tại từng cái vị trí, từng công đoạn phụ thuộc vào từng cái đặc thù của ngành sản xuất mà chúng ta đo lường. Và đó là bước đầu tiên. Thì khi có cái hệ thống thông tin dữ liệu đó thì sẽ các cái bước tiếp theo trong cái lộ trình như là trong cái cả buổi hôm nay chúng ta có trao đổi thì sẽ ứng dụng dần các cái giải pháp để chúng ta sẽ đưa vào cái định hướng là ứng dụng IoT trong sản xuất và hướng tới cái sản xuất thông minh. Ở trong cái ý thứ hai của câu hỏi của anh Tuấn ấy, thì về phần xu hướng cloud thì ở đây thì ta thấy rằng là ở đây thì với kinh nghiệm trải nghiệm cá nhân mà tôi đã tư vấn và triển khai cho các cái doanh nghiệp và các cái nhà máy, đặc biệt là các cái khối nhà máy ở FDI của Nhật, thế thì họ rất là quan tâm cái việc là bảo mật dữ liệu. Và đối với họ thường thường cái dữ liệu mà thu thập về giám sát sản xuất, cái hệ thống giám sát sản xuất tức thời hay là hệ thống báo cáo sản xuất này thì họ đều hoàn toàn là nằm trong nội bộ của nhà máy, gọi là on-premise, tức là họ sẽ xây dựng cái hệ thống server, hệ thống máy tính lưu trữ nội bộ để có thể là quản lý được dữ liệu trong nội bộ. Và đối với cái việc mà truy cập từ xa thì thông thường qua rất nhiều chính sách khác nhau, thông thường là nào là các hệ thống các lớp bảo mật về phê duyệt hành chính, cấp tài khoản, rồi các cái giao thức phức tạp như là VPN vân vân. Thế thì đó là cái trải nghiệm của tôi. Tuy nhiên thì các anh chị cũng sẽ thấy rằng là cái xu hướng cloud là xu hướng chắc chắn là nó là xu hướng không thể chối bỏ và không thể đứng ngoài được. Và các anh chị cũng đặc biệt biết là thời gian vừa rồi thì chúng ta COVID thì chúng ta bị giãn cách, thì không phải ai cũng có thể đến tận nhà máy để có thể khai thác thông tin hoặc quản trị vận hành. Thì cái việc mà ứng dụng cloud thì nó sẽ đảm bảo là cái việc mà chúng ta thu thập dữ liệu cũng như quản trị cái luồng thông tin rất là thông suốt, cũng như là đảm bảo các cái tính chia sẻ. Bên cạnh đó thì có một yếu tố rất là quan tâm, các nhà máy cũng rất quan tâm về tính bảo mật. Tuy nhiên thì có thể khẳng định với các anh chị rằng là các nền tảng cloud thì cái xu hướng về bảo mật nó sẽ rất là tốt, rất hiệu quả và không thua kém gì các hệ thống trên lập tại nội tại của doanh nghiệp. Cho nên là về xu hướng này thì chắc chắn là nó sẽ diễn ra trong cái thời gian sắp tới. Vậy thì trong tất cả các nhà máy thì chắc chắn cái việc mà triển khai cái ứng dụng trên các cái ứng dụng mà chuyển đổi số trên iCloud, trên cloud là xu hướng mà chắc chắn là các anh chị sẽ được tận dụng rất là hiệu quả cái việc kết nối cũng như là cái việc khai thác. Thì cái quan trọng là cái tư tưởng và văn hóa số của chúng ta có thay đổi để chúng ta tiếp cận với cái đó đến mức nào. Xin kết thúc câu trả lời của tôi. Cảm ơn các anh chị. Vâng, xin cảm ơn anh An. Do thời lượng chương trình không còn nhiều, do đó tôi cũng xin phép lược qua một số các câu hỏi và có thể trả lời nhanh. Thứ nhất là chuyển đổi số thực tiễn tại đơn vị có khó khăn hay gặp phải như thế nào? Thì câu hỏi của anh Nguyễn Văn Đả cũng giống với câu hỏi của chị Phạm Thị Trang. Quá trình khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển đổi số là những gì? Thì tôi cũng xin phép được chia sẻ về cái kinh nghiệm khi đi triển khai các đơn vị và cũng như bài chia sẻ của chị Nguyễn Minh Hạnh vừa rồi. Thì mọi người có thể thấy được cái khâu mà khó khăn nhất trong chuyển đổi số ta phải nói là cái quá trình chuyển đổi thay đổi. Vì rõ ràng chuyển đổi số là chúng ta thay đổi văn hóa, thay đổi cái hành động, thói quen con người. Do đó là công nghệ nó chỉ là công cụ. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cần phải
làm thế nào để công nghệ đi vào cuộc sống và mọi người sử dụng nó như một cái thói quen và cảm thấy đó là một cái công cụ hữu hiệu cho cái hoạt động hàng ngày của họ. Thế do đó là cái khâu mà thay đổi, quản lý sự thay đổi, đó là cái khâu rất là cấp thiết và chúng ta phải tính toán ngay từ trước khi chúng ta xác định chuyển đổi số. Và cái vai trò của người lãnh đạo trong đó cũng rất là quan trọng. Chúng ta ngoài sự quyết tâm thì chúng ta cần phải nêu gương. Nhà lãnh đạo bây giờ muốn chuyển đổi số thì rõ ràng người lãnh đạo cũng nên xác định là mình phải làm đầu tiên, mình phải chuyển đổi đầu tiên, mình phải là cái người sử dụng nó. Ví dụ bây giờ muốn báo cáo quản trị online trực tuyến, muốn số liệu lên chính xác thì bản thân mình phải là cái người sử dụng nó và hàng ngày tỏ cái quyết tâm là tôi chỉ tin số liệu ở trên hệ thống, tôi không tin số liệu được báo cáo, được sàng nấu bởi các anh chị. Và số liệu trên hệ thống là số liệu, mặc dù bây giờ nó sai thì rõ ràng là có thể là do chúng ta nhập sai quy trình, chúng ta đang còn thiếu cái gì đó, thì đó là những cái yếu tố mà để đảm bảo cái sự thành công của chuyển đổi số. Rồi câu hỏi về chuyển đổi số gồm bao nhiêu quy trình, lộ trình như thế nào, thì hy vọng là cái phần trả lời đầu tiên tôi đã trả lời được cái phần về lộ trình chuyển đổi số 6 bước. Nếu mà nói về quy trình thì đúng là nó phải phụ thuộc vào từng doanh nghiệp, đặc thù từng doanh nghiệp, chứ cũng khó mà có thể có một cái quy trình nào mà phổ biến cho tất cả các doanh nghiệp được. Tuy nhiên có một cái điểm ở đây rất quan trọng là nếu chúng ta đã xác định là chúng ta chuyển đổi số là sống còn là quan trọng thì chúng ta hãy bước đi. Hành trình vạn dặm thì nó phải xuất phát từ bước chân đầu tiên. Chúng ta hãy bước, chúng ta hãy lựa chọn lấy một cái phần nhỏ nào đó chúng ta thử chuyển đổi, chúng ta thử vận hành và chúng ta đánh giá được cái hiệu quả của nó. Có thể là những cái phần mà chúng ta đang cảm thấy là nóng nhất trong doanh nghiệp. Thì đó là cái phần về lộ trình và quá trình chuyển đổi số. Và cuối cùng tôi xin trả lời một câu hỏi của anh Bùi Đức Thuần. Giải pháp của quý công ty tối ưu như thế nào so với giải pháp tương tự của những đơn vị khác để chúng tôi có thể lựa chọn? Vâng, câu hỏi này cũng khá là khó đấy. Đối với doanh nghiệp triển khai như chúng tôi, để tìm ra được những cái lợi thế vân vân, những cái khác biệt của mình, kể cả các doanh nghiệp khác, mọi người cũng phải đấy là một cái mối rất là quan tâm. Tuy nhiên là chúng tôi cũng không xác định là so sánh cái doanh nghiệp mình và các doanh nghiệp đối thủ, mà chúng tôi có một cái sự tin tưởng rất lớn vào cái nguồn lực lớn nhất của chúng tôi, đó là về con người, về hệ thống, những nhà quản lý, những nhà tư vấn, những người triển khai, những kinh nghiệm, các chuyên gia triển khai lâu năm. Chúng tôi được tập hợp bởi những chuyên gia từ các hãng lớn và đã triển khai rất nhiều doanh nghiệp lớn, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất từ hơn 20 năm nay. Thì đó là cái nguồn lực mà chúng tôi tin nó là những cái điểm đặc biệt nhất. Và chúng tôi cũng có một cái hệ sinh thái như quý vị vừa xem, là những cái giải pháp mà chúng tôi đã trình bày trong hội thảo, cộng với những cái giải pháp mà chúng tôi kết nối và đồng bộ cùng các đơn vị như Avani hay là SPS. Hy vọng là câu trả lời này đã giúp anh Thuần có thể là giải đáp được phần nào rồi. Thì tôi xin phép được dừng phần hỏi đáp ở đây. Nếu quý vị nào có thêm câu hỏi thì quý vị có thể là gửi thêm cho ban tổ chức và ban tổ chức sẽ trả lời bằng thông qua email. Và xin mời MC ạ.